Nhu cầu sử dụng búp bê tình dục ở tại các nhà thổ ở Áo đang tăng lên từ phía khách hàng. Tại triển lãm điện tử diễn ra ở nước này thì họ đã giới thiệu búp bê tình dục Samantha trị giá là 3.000 bảng Anh, tương đương với khoảng 90 triệu đồng và có kích thước như thật. Tuy nhiên búp bê này đã bị hỏng nặng vì quá nhiều khách hàng dùng thử. Chỉ sau một thời gian trưng bày ở triển lãm thì búp bê Samantha đã phải gửi về nước bảo trì gấp vì hư hỏng nặng vì quá nhiều khách hàng đã thử cảm giác lạ với robot tình dục này. Tác giả búp bê Samantha cho biết du khách đã sờ ngực, tay, chân robot. Hai ngón tay của Samantha bị gãy và toàn bộ thân người hư hỏng nặng. Búp bê Samantha được thiết kế để có thể tương tác với người dùng như vuốt ve, ôm, nói chuyện, thậm chí là nó còn nhớ được ai là người đã từng tiếp xúc. Búp bê tình dục Samantha là sản phẩm dành cho người lớn đang hot nhất hiện nay ở Áo. Nhiều nhà thổ tại đây thậm chí cung cấp robot tình dục cho khách hàng có nhu cầu. Và hiện thì robot Samantha đã được gửi trở lại Barcelona để sửa chữa.